năm cộng cộng cộng. Có nghĩa là đặt chỉ tiêu thôi chưa đủ, mà mình cần phải vượt hơn chỉ tiêu nhiều 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 lần. 100% cộng cộng cộng. Đó có lẽ là công thức chị Hằng đã sử dụng để trở thành một nhà lãnh đạo nữ quyền lực trong ngành thương mại điện tử. Thường thì em ít có dùng cái từ là người lãnh đạo cho bản thân mình. Có một cái quan điểm, một cái khái niệm về lãnh đạo hay dẫn dắt đội ngũ thì em nghĩ đó là situational leadership. Situation leadership đó nó có phải là thứ mà các leader ở Lazada đều sử dụng? Trong một cái môi trường mà mọi thứ nó biến chuyển, vận hành rất là nhanh thì nếu mình không bắt kịp được với tình huống thực tế thì sẽ không đủ hiệu quả. Thời gian Covid, Hằng có nhìn thấy cái sự phát triển đột biến của doanh nghiệp Việt Nam trên sàn Lazada của mình không? Chỉ trong 3 tháng đầu tiên của Covid thì có 110.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam mở gian hàng trên Lazada. 110.000 doanh nghiệp. 110.000 doanh nghiệp. Wow. Cả người mua lẫn người bán đều có cái nhu cầu là làm sao để chuyển đổi số. Từ góc độ của một người CMO của Lazada thì Hằng thấy là mình đang làm cái gì khác mà khiến cho khách hàng của mình tìm đến mình nhiều hơn. Ở thương mại điện tử thì tụi em sẽ nhìn dữ liệu chéo. Thì Lazada đang tập trung rất nhiều vào trải nghiệm của khách hàng, tụi em gọi là shoppertainment. Có những cái chương trình của tụi em thu hút được hơn 1 triệu người xem. Wow. Cùng một lúc ở trên app và lan tỏa trên những cái nền tảng khác đến hơn 15 triệu người. Một người lãnh đạo, một người dẫn dắt trong một cái tập đoàn lớn như vậy thì mình có gặp khó khăn gì khi mình là một người phụ nữ không? Chưa bao giờ em nghĩ là mình là phụ nữ là thiệt thòi hết. Thậm chí em còn thấy mình có nhiều ưu thế nữa. Cùng Nguyễn Phi Vân trong talk show Nguy cơ phát sóng thứ 5 hàng tuần trên vnexpress.net.